Tối ngày 24 tháng 11, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xác minh, thông tin người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường tại quận 12 là tin sai sự thật. Trước đó, ngày 23 tháng 11, trên mạng xã hội và truyền thông có các bài viết với nội dung có người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường với hàm ý cảnh báo thủ đoạn tiếp cận, cho tiền học sinh nhằm mục đích xấu. Qua xác minh, Công an quận 12 xác định thông tin trên không đúng sự thật. Theo đó, chị L, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, phụ huynh trường tiểu học Hà Huy Giáp khi đưa con đi học thì thấy cháu T đang đứng mượn tiền bạn ở cổng trường, nhưng bạn không có. Lúc này, chị L có lấy 20.000 đồng trong túi và đưa cho cháu rồi đi về. Cùng ngày, sau khi nhận được thông báo tuyên truyền của trường tiểu học Hà Huy Giáp về phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường trong nhóm phụ huynh là lớp con chị L đang theo học, thì chị L đã đăng nội dung đính chính lên nhóm và báo tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp.